chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào chuông nha để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Các bạn, sáng hôm nay thì có hai đơn hàng ở phía trước, một là con sói thần băng giá Yoyo, hai là một con ngân hà. Nhưng mà trong này chị Thư đang test chiếc xe điều khiển từ xa rất là dễ thương. Xe có thể chạy tới chạy lui quẹo trái quẹo phải thì anh Phi không nói rồi. Thì nó còn thêm một cái tính năng nữa là các bạn có thể nâng nè, thấy không? Nâng cái càng lên nè, rồi giảm cái càng xuống nè ha. Đó, quẹo trái quẹo phải anh Phi không nói nha. Rồi cái nút này nó rất là quan trọng các bạn. Các bạn nhấn một cái thì nó sẽ chạy demo, chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Còn các bạn nhấn miết luôn á, nhấn miết luôn là nó sẽ bắn ra nước. Mà ở đây anh Phi không có dám bắn ra nước đâu, bắn ra nó sẽ ướt ở đây. Đó, anh Phi sẽ có một cái đoạn clip riêng, chị Thư sẽ có một đoạn clip riêng để nói về chiếc xe này. Bây giờ thì anh Phi sẽ đi ra phía trước để anh Phi đóng hàng của anh Phi nha. Rồi chào các bạn, anh Phi ra tới bàn làm việc của anh Phi rồi. Hai ngày hôm qua nay chị Thư review hai cái mẫu rất là dễ thương các bạn. Một mẫu xe cứu hỏa khi nãy là các bạn có thể điều chỉnh các càng lên xuống từ tay điều khiển. Và ngày hôm qua thì có một cái chiếc xe cẩu, chiếc xe cần cẩu có thể điều khiển cái cẩu trên tay điều khiển luôn ha. Và rất là dễ thương, thì hai cái đó các bạn xem các clip mà anh Phi up mới ở trên YouTube hôm qua nay đi nhé. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ trở lại với vấn đề đóng hàng một con Yoyo để gửi về phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đó chính là sói thần băng giá. Và anh Phi có gửi theo một cái bảng đạn anh Phi bỏ vô đây, và anh Phi có cho vô đây một ít nhớt rồi để chống rỉ sét ha, để chống rỉ sét, bởi vì bảng đạn thì em đã có một cái, đã có bạc đạn và cây gỡ bạc đạn ở cái clip trước rồi, ở các con em mua trước rồi. Và một đơn hàng anh Phi sẽ đóng các con 2203 xe tay đua ngân hà này. Xe tay đua ngân hà thì anh Phi sẽ gửi về Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Phi sẽ làm nhanh xe tay đua ngân hà ha. Xe tay đua ngân hà thì hiện nay anh Phi test và anh Phi giữ cho mình một cái quy trình test là sẽ test luôn cái bạc đạn nha các bạn nhé. Bạc đạn sẽ test và anh Phi sẽ có một cái cáp để anh Phi test bạc đạn. Đấy, cái cáp đó là cái cáp sạc pin 3.6V. Anh Phi sẽ cắm vào cái adapter sạc, cốc sạc của điện đồng điện thoại Samsung anh Phi hay xài bên này. Sau đó anh Phi làm, thì việc này thì thực sự ra cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mà cái anh Phi cũng không khuyên các bạn làm tại nhà nha. Tại vì thú thật đó là cái này thì không nguy hiểm, nhưng mà nguy hiểm phần ghim điện ha. Cái cục này ghim vô điện rất là nguy hiểm. Bạn nam con nhà anh đó, tới những năm 12 tuổi anh mới bắt đầu cho thao tác cái này ha. Tới 12 tuổi anh giảng giải những vấn đề về điện và những vấn đề về nguy hiểm về điện, anh Phi mới cho đụng tới vấn đề về pin những adapter này. Còn ở nhà thì không biết như thế nào, ở nhà các bạn không biết như thế nào, cho nên anh Phi không có khuyến cáo là các bạn tự làm ha. Đây là con 2203 tên nó là gì thì anh Phi quên mất tiêu rồi, nó rất là nhiều mã hàng cho nên là anh Phi quên rồi. Hình như con này là con sói thì phải, sói nanh sắc thì phải, sói nanh sắc màu đỏ. Và cái lườn này là cái lườn màu vàng, cái màu vàng này thì nó không đến nổi giòn ha, cái màu vàng kia thì nó mới giòn, còn màu vàng này thì không đến nổi giòn lắm ha. Nhưng mà anh vẫn khuyến cáo các bạn là khi chơi những cái này thì phải cực kỳ nhẹ tay và phải từ từ, chứ các bạn nại quá nó gãy là chịu thua ha. Mặc dù là anh Phi có cái phần linh kiện thay thế chứ không phải là không, nhưng mà gửi rời cho các bạn thì rất là mất chi phí, cho nên nó thông thường là anh Phi sẽ yêu cầu các bạn đặt cái đơn hàng kế tiếp và các bạn báo về hư cái gì để anh Phi gửi rời phụ thêm cái phụ kiện cho các bạn. Giống như ngày hôm qua có một cái đơn hàng gửi đi tận ngoài Thanh Hóa hay Thái Nguyên gì đó, là bạn order một cái con 2200 là con sư tử lửa, thì cái lườn của con sư tử lửa nó cực kỳ giòn, cho nên buộc lòng anh Phi sẽ phải test thêm một bộ linh kiện rời của cái con rắn hào quang anh Phi gửi theo trong cái hộp hàng này luôn, để tránh tình trạng là em ráp nó bị gãy. Nhưng mà cái con 2203 thì cái lườn này nó không đến nổi giòn, cho nên anh Phi sẽ không có gửi theo nhé. Cũng tùy tình huống mà chúng ta sẽ xử lý nha các bạn nhé. Đấy, cho nên là nhiều khi trong các clip test, nhiều khi các bạn nói ủa sao anh Phi cho cái này và anh Phi không cho cái kia, mà đơn giản đó là anh Phi đang phân tích theo cái chiều hướng của từng cái mẫu sản phẩm nhé các bạn nhé. Đây, cái motor anh Phi đã cắt ra rồi đây. Motor này motor 40.000 vòng. Và nhiệm vụ của anh Phi là test cái motor này. Mà thường khi test cái motor này anh Phi sẽ dán ở đây một miếng băng keo để các bạn thấy được nó quay, chứ cái ti không thì các bạn không thấy nó quay đâu các bạn. Thì anh Phi đây nó có hai cái miếng điện anh Phi để vô đây, anh Phi sẽ chấm lên là nó quay. Đó, thấy không? Nó quay. Do nó có một cái dầu mở ở trên này nè các bạn, để nó đảm bảo được cái motor không có bị rỉ sét á, thì nó sẽ bị nó không có ăn cái miếng băng keo lắm. Các bạn nhìn ha, nhìn kỹ nó quay là nó sẽ văng ra luôn nè. Nhìn ở đây ha. Đó, thấy không? Quay ok chưa? Rồi ok ha. Rồi tới đây là ok rồi đó các bạn. Cái motor anh đã xong rồi, rồi le tất cả mọi thứ, bánh răng ha, rồi bánh răng vô xe. Đấy. Và khi các bạn nhận hàng, khi các bạn chơi thì có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn cứ hồi báo trên phần chat của Shopee với cửa hàng Abo, hoặc là các bạn chat Zalo với anh Huy 0907902742. Gáp gãy cái gì đó, hư cái gì đó thì báo, để đơn hàng sau anh Huy sẽ hỗ trợ các bạn bằng cách anh Huy gửi thêm cho các bạn một ít đồ ha. Chứ đừng có vội vàng đánh giá 3 sao hay 4 sao cho anh Phi, tội nghiệp anh Phi lắm nha, anh Phi đã cố gắng hết mình rồi nha các bạn nhé. Đấy ha. Rồi vậy thì sau khi xong thì anh Phi sẽ đóng cái này lại nhé.
đông cái đơn hàng này lại luôn để gửi Tân Bình, Bình Tân. Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì nhanh thôi các bạn. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ sẽ gửi rất là nhanh, trong vòng 1 đến 2 ngày là có hàng rồi. Còn ở tỉnh thì đôi lúc có những tỉnh cũng 1 2 ngày có hàng, nhưng có những tỉnh cũng phải 3 đến 5 ngày mới có hàng. Rồi cũng tùy vào cái trường hợp là nó có đi qua vùng dịch hay không, có bão lũ hay không, thời tiết hay không, có thiếu nhân viên hay không, chẳng hạn như vậy ha. Thiếu đủ nhân viên mà nhanh chóng thì họ giao nhanh nhất có thể. Các bên giao nhận hiện nay họ cũng lên các cái đánh giá nhân viên cũng rất là sát sao, cho nên các bạn cứ yên tâm, hàng về là họ sẽ phát nhanh nhất có thể. Nhưng mà trong những ngày qua anh mình đang đụng một số vấn đề về vấn đề số điện thoại giao nhận, là sau khi gửi hàng đi xong thì lên tới nơi thì shipper không gọi được điện thoại cho các bạn người nhận hàng mua hàng các bạn. Hiện nay thì đang trả hàng về cái kiểu đó rất là nhiều. Anh tôi không biết là đây là một lỗi cố tình hay lỗi vô tình, nó có những cái tình huống vô tình, chẳng hạn như là có công việc điện thoại bị hư đem đi sửa mà không có điện thoại để thay thế, chuyện đó cũng có, là không có sạc pin điện thoại, hoặc là nhiều khi xui xui thì bị đi cách ly mà không có đem điện thoại theo, chẳng hạn như vậy. Nó có rất là nhiều điều hiện nay đang xảy ra với thành phố Hồ Chí Minh. Còn các địa bàn khác thì anh Phi chưa nói tới. Các địa bàn khác thì thường do trẻ tự đặt rồi tới nơi là ba mẹ sẽ nhận thôi ha. À, thì thường là như vậy. À, thì cục hàng anh Phi đóng xong rồi đây, một cái cục hàng xe tay đua ngân hà với mã 2203, giá của nó chỉ có 20.000. Anh Phi đóng thì cũng giống như cái con 259.000 này thôi ha các bạn ha. Anh Phi đều bảo vệ hàng như nhau, đó là sự tôn trọng các bạn nhé. Ta nói của cho thì không bằng cách cho, cho nên nó là ở đây chúng ta sẽ phải làm trọn vẹn hết để gửi cho các bạn. Ví dụ các bạn mua ở đây một cái hộp 20.000 thì anh Phi vẫn phải đóng hàng chỉnh chu đàng hoàng cho các bạn nhé. Và cái clip này tới đây thì cũng khá dài rồi, nhưng mà anh Phi không tắt clip, tại vì clip ngắn nhiều khi các bạn xem là các bạn phải qua. Anh Phi sẽ đóng tiếp luôn cái con Jojo tối thần băng giá luôn trong cái clip này luôn ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cho cục hàng này qua. Và bây giờ thì khung hàng của tối thần băng giá anh Phi đã làm xong. Và bây giờ thì anh Phi sẽ test con này tối thần băng giá đây. Thực sự ra mà nói tối thần băng giá thì anh Phi đã làm review chi tiết cụ thể ngày hôm qua rồi. À, nhưng mà ngày hôm nay thì bé có xin bà lúc nào cũng vậy hết. Bé đặt hàng là anh Phi phải gọi lại cho bà, thì bà đồng ý ha. Bà thì gọi là bà của bé, anh Phi gọi bằng chị cũng được ha. Bé cũng còn nhỏ. Anh Phi gọi xong thì bé có liên lạc với anh Phi qua Zalo và anh Phi sẽ gọi cho bà, và sáng nay bà đã đồng ý rồi và anh Phi sẽ gửi cái cục hàng này ra cho bé ha. Bé thì mua Jojo ở cửa hàng Avon cũng khá là nhiều, cho nên có những cái quà tặng bất ngờ, chẳng hạn như hôm nay anh Phi sẽ gửi bạc đạn ha. Bởi vì sao? Bởi vì đợt trước anh Phi gửi dây ra thì em lại nói là tại sao không phải là bạc đạn, thì hôm nay anh Phi sẽ gửi cho bé một cái bạc đạn nha. Nhưng mà cái anh Phi biết là bé đã có bạc đạn rồi ở ngoài đó mà không biết có xài tới nữa không, cho nên anh Phi cho vô đây một miếng nhớt để bảo vệ ra về ngoài đó, để như vậy nó có nhớt trong này thì nó không có bị rỉ sét, và khi lấy ra chơi thì cứ gắn vô thôi, lau lấy khăn lau cho sạch ha, lấy khăn khô nha, lấy khăn ướt nha, lau cho sạch là có thể gắn vô chơi nhé. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu test con Jojo này đây. Mặc dù Jojo của Audi rất hiếm khi bị lỗi các bạn, hiếm là có nha, nhưng mà hiếm, rất là hiếm. Nhưng anh Phi vẫn phải test trước khi gửi đi, dù là anh Phi đã kiểm chứng chất lượng của Jojo ra qua rất nhiều lần rồi. À, trong khi test con này thì anh Phi nói thêm có một ý kiến của một bạn, anh Phi đọc qua rồi mà anh Phi quên cái tài khoản đó. Bạn nói là theo bạn thì cái con này nó sẽ quay không bằng con Vũ Thần Kiếm, con Vũ Thần Kiếm chơi tốt hơn. Nhưng với anh Phi thì hai con này nó cùng cấp nha các bạn, con Vũ Thần Kiếm và con tối thần băng giá này nó cùng cấp ha, nó cùng đóng trong cái lồng hộp này đó, rồi nó cùng sử dụng một loại motor. Ơi Jojo bạc đạn, xin lỗi, đang làm tay đua ngân hà quên motor luôn ha, cùng một loại dòng bạc đạn và cùng một cái cấp, cho nên anh nghĩ là nó gần giống như nhau. Cái vấn đề ở chỗ là chúng ta quăng nó ra như thế nào thôi. Ngày hôm qua thì anh Phi làm cái con này ở trong cái phần là đèn led, cho nên nó là có thể là nó không đẹp bằng buổi sáng ngày hôm nay ha. Buổi sáng ngày hôm nay anh Phi đem ánh sáng ngoài trời nè, cái màu xanh này gọi là xanh lá non nữa các bạn ha. Xanh lá mà lá đậm á là nó khác, thằng này xanh lá non nè ha, rất là đẹp các bạn ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ quăng nó ra nhé, lúc nào cũng vậy ha. Các bạn cũng sẽ thấy anh Phi, khi anh Phi quăng thử vô thì anh Phi sẽ quăng ra ha. Đã. Rồi qua cái clip này anh Phi sẽ chỉ các bạn luôn cái cách để đo dây ha. Hồi xưa giờ ít khi chỉ, các bạn đưa tay ra bằng vai nha, đưa thẳng tay ra bằng vai, và Jojo cũng là cái con Jojo này nó hơi ngắn dây, nó không chạm đất ha, và nếu nó chạm đất thì thu dây trở lên ha, thắt một cái nút thắt nó giống như vậy, các bạn sẽ thắt một cái nút thắt lại giống như vậy để thu dây lại nhé, để thu dây lại cắt bỏ đi cái phần còn lại nhé, ok không? Hả? Chẳng hạn như dây này là nó vừa với bé nè, anh nghĩ nó vừa với bé nhưng mà nó ngắn với anh, nó cách mặt đất khoảng 2 tấc nhưng mà vẫn chơi ok. Còn nếu nó quá dài thì anh sẽ thu dây lại về ha. Đó, thu dây lại về xong anh thắt một cái nút ha, anh thắt cái nút xong anh cắt để bỏ cái phần còn lại nhé. Cái cách là như vậy, nhưng mà sợi dây này thì vừa rồi cho nên không cần phải thu, đó là cách để thu cái dây lại. Còn khi các bạn quăng cái con Jojo ra
nó ít khi chạm đất, tại vì khi các bạn quăng ra là tay bạn xéo xuống như vậy, đừng thả xuống luôn nha, quăng xéo xuống như vậy và khi xéo xuống như vậy là vô nó vừa, nó không có bị chạm đất nha các bạn nhé. Cái cách đó là cái cách đo dây, đừng có để dây nguyên thủy trên, nhưng cũng đừng có đo cho nó ngắn quá nha. Giơ tay bằng vai nè, rồi thả dây vô xuống và vô cách đất khoảng tầm 1 tấc là vừa ha, cách nó sẽ là như vậy nhé. Và tới đây thì anh Phi cũng sẽ dừng cái việc test con yo-yo này và anh Phi sẽ đóng tà hàng lại trong cái hộp bảo vệ và anh Phi sẽ gửi hàng ra ngoài Nha Trang để giao cho bé ha. Rồi xong hết rồi đó các bạn, cái clip này thì cũng hơi dài, hiện nay cũng đã 12 phút rồi và anh Phi sẽ đóng cái này lại ha. Rồi ok chưa, anh Phi sẽ đóng cái này lại và bạc đạn thì anh Phi sẽ bỏ vào đây luôn nhé, bạc đạn anh Phi sẽ bỏ vào đây luôn để tránh tình trạng rơi rớt nhé. Rồi đây anh Phi sẽ gắn lại này nên bỏ vô đây nên tình trạng bị rớt. Bé rất là thích cái thẻ bài này các bạn, cho nên nó là anh Phi sẽ cố gắng giữ lại những cái này cho đầy đủ, nhưng mà có những số dòng vô nó không có nha các bạn, chẳng hạn như cái con mà lần rồng cấp 6 á, là nó không có thẻ bài thì rồi gửi ra cho bé thì bé hỏi anh Phi chú sao không có cái thẻ bài, nó xin lỗi con là cái dòng đó nó về nó không có chứ không phải là chú không gửi cho con ha. Rồi ok chưa, bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái hộp này lại và tất nhiên là anh Phi đóng ngược như vậy mới đúng nha. Rồi đây anh Phi sẽ cho vào đây nhưng mà anh Phi đề nghị các bạn mai mốt á đổi xưng hô đi, đừng có kêu bằng anh Phi nữa, các bạn kêu anh chú Phi đi nha, kêu ở trên YouTube bằng chú Phi đi, tại vì bản thân chú Phi cũng già lắm rồi, chú Phi năm nay cũng đã 41-42 tuổi rồi, các bạn kêu bằng anh chú Phi thấy ngại lắm ha. Bây giờ sau này chú Phi sẽ đổi cách xưng hô nha, chú Phi nha, chú Phi xưng ở trên YouTube là chú Phi, tại vì chú Phi á làm cái này chú Phi xưng chung, xưng hô chung với lại phụ huynh luôn á, cho nên nó gọi là anh Phi em Phi ha. Rồi xong sau khi đóng xong thì anh Phi dán cái này, anh á thì nó thuận miệng hơn là chú, thôi xưng hô anh đi cho vậy ha. Còn các bạn muốn kêu bằng chú hoặc bằng anh tùy các bạn, năm nay mình 42 tuổi, các bạn muốn kêu mình bằng cái gì đó thì kêu bằng âm cũng được ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp nha.